Mình thấy cái điều này ấy, mọi người, là cái lúc trời mưa ấy là rất là thích hợp để luyện đọc. Mình rất là hay tận dụng cái tiếng mưa ấy, thì nó ồn thì mình tập có thể mình đọc to được mà không bị làm phiền với người khác. Ví dụ hôm nay nha, mình sẽ thử đọc một cái đoạn trong sách. Đây là sách Đăng Đai quyển 4 nha. Người nghe thử chơi. Cái bài này có nội dung ý là sản sâu y su tự sân hùa, nghĩa là cuộc sống thưởng thức nghệ thuật nó sẽ diễn ra nào. Đọc cái đoạn đầu nha. Chi thiên sư bái rú đi lại Thái quan nhì hầu tí tư tạo quốc gia sư trị yến khan biểu yến ta chế tờ phê tráng sinh sinh phân ta cân lý yến trị yê hảo lờ quả sang yào y chỉ hân xiang y chàng xiên tai vũ tờ biểu diễn. Tại Mỹ Quốc sử, Bài Rú Y chân chinh khan qua y tư hiện đại vũ tờ biểu diễn. Ta chế tờ hiện đại vũ hẳn nán tổng, ta sư hẳn yếu y sử. Linh ngoài, Lý Nhĩ Trân hãy thơ biệt chẳng đeo Trinh thiên quảng sang biểu diễn tờ yuán thị y Yến Mân Vũ Trí. Yến Mân Vũ Trí là gì nhỉ? Để xem nhé, là vân môn vũ tập. Vân môn vũ tập nghĩa là múa trước cổng mây. Nghe rất là thơ mộng mà. Trại Thái Quan chi hu vũ rấn vũ ru vũ rấn vũ xiao. Cái này là chữ xiao rồi, như là hiểu ra ấy. Cái câu này là ở Thái Nguyên thì hầu hết mọi người là không biết và cũng sẽ không hiểu. Thiên quan phía chua qua là chơi cơ chơi tớ tự hào chi huy. Nghĩa là sao nhỉ? Nghĩa là rất nhiều người là hiểu hiểu nhầm về cái nán tứa tự hào chi huệ là khó có cơ hội để tiếp xúc được cái này. Quốc gia duyên duy thịnh, trại quốc gia sư trị yến miên tuy. Mình chiếu cho bạn thấy cây nha, nhìn cái cây chắc là thích hơn. Miên tuy trại na lý thở dị hân xiang tạo khơ chủ yên lựa bái rú y xiểu sư hậu xuệ quà cang chinh khứa xiểu thí chinh. Là cái cô Bạch Như Ngọc này, nhân vật chính ấy, là trước đây cô có học qua dương cầm và violon. Nên là cô rất là thích những cái âm nhạc cổ điển. Ta tạo sản xe chữ giao chỉnh Lý Yến Trư y chỉ lái thiên yên vệ. Bài Rú Y tờ phụ chinh sư Su Cha. Là bố cô của cái cô Ngọc này ấy, là họa sĩ. Nên là chắc là cô ấy sẽ được cái di truyền cái cảm hứng hay là cái mối quan tâm đến nghệ thuật đấy các bạn. Ta sâu tao phụ chinh tờ ảnh sáng và phê chàng sĩ hoan su hoa hoa. Đây là chữ họa chứ không phải chữ su, mình nhầm nha mọi người. Đây là chữ họa. Chú lơ yên duệ ủ chào hứa chữ này cái gì đấy phây hoa ỉ quài thì mình sẽ trả lại từ này nha mọi người. Từ này nó hơi lạ một tí. Tha tuy vấn xuệ chèn chu hứa tiên nhịn tầng ý su tàu phây tráng hứa yếu trị. Nghĩa là cô này đối với cô Ngọc này là đối với văn học này, kiến trúc này, điện ảnh này và những cái môn nghệ thuật ấy là rất là có hứng thú.
记得刚来台湾时，他常去参加是寺庙啊，不为了还得一个点牛。他认为寺庙最能表现出传统建筑之美啊，各位感觉呢？cái đền miếu là sẽ là chỗ biểu đạt tốt nhất là cái nghệ thuật truyền thống của vẻ đẹp của nghệ thuật kiến trúc truyền thống, cái đền miếu cổ. À, cái này mình có bàn thêm là mình hay xem cái video của Đài Loan, mọi người, thì nó sẽ có kiến trúc của Đài Loan là rất là giống với cả Việt Nam nha, nhất là kiến trúc của đằng trong. Thì theo như mình tìm hiểu ấy, là Đài Loan họ có cái lịch sử của người Phúc Kiến mà di cư sang, nên là gọi là kiến trúc của Giang Nam ấy, nó có khác biệt với cái kiến trúc của cái miền Bắc ở Bắc Kinh ấy, là nó sẽ có những cái phần như là cái dãy, những cái hoa văn ở trên mái các bạn. Đấy, nhìn nó tầng tầng lớp lớp thì rất là hay. Nó có cái kiểu là thiên nhiên, hòa mình vào thiên nhiên. Tiếp tục nha mọi người. Tha hải thinh tha tận thống suy cao chiếu trên thái thị quả. Thái Nam yếu bù sảo cụ trấn. Đài Nam là có không ít cổ trấn. Đài Nam là cái thành phố gọi là cố đô, là trung tâm trước đây của Đài Loan đấy mọi người. Sau này nó mới chuyển về Đài Bắc, trước là nó ở Đài Nam. Chỉ chung trời trừ tớ hân sẵn tớ chiều sư Thái Nam tớ sư mèo là trong những cái này thì thưởng thức được rất là nhiều những cái đền miếu của Đài Nam. Bài quần thủ rù ý chen xe tư ý tinh yào chú chú khăn yào chú khăn khăn yếu yếu bài rung yi tớ trung vấn chinh bu lơ bu sảo. Chủ là tham quan sư mèo ý ngoài, tha hải chẳng chú khăn trung quân điện nhịn. Sang cơ châu mùa tha khăn lơ y bù Thái quan điện nhịn. Chú chính phây chẳng thơ bía tha xạo đạo yến sở yếu biểu tả tờ y sư sư xuyên đại rừng. Hiện tại đến bù tàn su mùa tờ cảm chế bà. Cô ấy công phát hiện rất hay ấy, là cái phim Đài Loan bây giờ ấy, là đạo diễn là sẽ có xu hướng là đề cập đến cái tình trạng cô đơn của con người trong thời hiện đại, mọi người. Là cái nội dung hiện đại. Nán nữ chủ trao đều là Thái Quan mũ chiến trôi hồng tờ minh sinh. Họ mình đã biểu chi phụ tan hảo. Nam chủ giáo hải đỡ lỡ chinh niên chinh mã ịnh chẳng đỡ trôi gia nam chủ giáo chàng. Cái từ này không biết là chàng hay là gì đây. Thì mình tra lại. Cái này là giải thưởng kim mã ấy mọi người. Giải thưởng kim mã là giống như kiểu cái giải thưởng điện ảnh Oscar hay là giải thưởng Cannes của bên Mỹ châu Âu ấy, của Đài Loan, kim mã của Đài Loan. Bài Rui Rỡ Sử Quảng Gia Chính Phủ Thái Bê 101 Tà Lấu. Cái này mọi người có thể đọc là Thái Bê 101 hoặc là Thái Bê 101 đều được nha. Nhưng mà mình thì hay đọc theo tiếng Anh này vì nhiều khi mình thấy Đài Loan học đọc theo tiếng Anh với cái số này được. Nên là chắc là cũng không có sao đâu, họ hiểu mà. Taipei 101 Đà Lầu Phu Chinh tờ Sang Ye Quảng Tráng, quảng trường gần cái tháp Đài Bắc 101. Nói thêm nhé, là cái tháp này là khi mà nó xây xong là một trong những là tháp cao nhất thế giới luôn, là công trình cao nhất thế giới khi mà nó được xây dựng. Rất là đáng khâm phục người Đài Loan khi đó các bạn.
số 1 thế giới luôn. Sau này bị vượt thôi. À, Hua Guo Zhou Zhi Tang Shui Lao Jia Fu Jin Đâu Khan Tao Bú Sảo Jia Thấu Y Su Đờ Yen Chu Trai Quả Mân Đờ Sơn Hồ Chung Zử Sư Liêu Y Đờ Hoa À, Xu Sư Đâu Sư Y Su À, Đi Chien Chan À, Thủy Yên Trang Hoa Công Yến Lễ Yà Bú Sảo Trang Trí Y Sư Hờ Y Hân Sảo. À, cô ấy nói là trên kia những cái con đường hay là những cái ngã tư ở Đài Loan các bạn rất là hay trang trí tác phẩm nghệ thuật. Cái này đúng nha. Mình có cái trải nghiệm là khi mà mình đi tới thi bằng TOEFL các bạn, là trong cái trường học của họ cũng bày rất là nhiều những tác phẩm vẽ, tranh vẽ của học sinh. Như là người Đài Loan rất thích những cái nghệ thuật này để gọi là tăng sức tưởng tượng sao ấy, kiểu đấy. À, nếu mà thực vật có thể chỉ bao của mình đã sáng tạo, mãn chủ của mình đã khẩu phụ chi chi uy thì hoa. 那么医书就是眼睛和颊最丰盛的沾沾咽的 cái này khá là khó hiểu. Đến xem nam y su chiêu sư giản trinh là những cái nghệ thuật này giống như là một cái bữa tiệc thị giác mà tai nghe rất là tuyệt vời con người. Nghĩa là cuối cùng là cái cô, tóm lại là cái cô Bạch Như Ngọc này, cái cô Bạch Như Ngọc này đây, cô ấy khen cái nghệ thuật ở Đài Loan rất là nhiều. Và kỳ là họ đang cô ấy đang hân xẻng cái sông ngố ở đây. Cô thực sự là enjoy, tận hưởng cái cuộc sống của Đài Loan ấy, rất là thích nha. Và bạn đọc là đấy, hơi bị lạc đề tí. Hôm nay mình nói chuyện về cái ngày mưa là nó thích hợp cho việc luyện đọc như nào, nhưng mà bị lạc đề hơi nhiều, các bạn thông cảm nha. Ai mà thích mình đọc sách như này thì lâu lâu mình sẽ lên đọc. Đọc khi trời mưa ấy các bạn là không bị ồn. Hay là tiếng mưa nó áp thì tiếng mình ấy, nên là có thể đọc to được hoặc đọc rõ được. Ok, chào các bạn nha.